Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và tàn phế. Tại Yên Bái, những năm qua, việc điều trị bệnh đột quỵ không còn mới đối với bệnh viện tuyến tỉnh, nhưng đối với các bệnh viện tuyến huyện thì vấn đề này còn nhiều hạn chế bởi cơ sở vật chất còn thiếu, nguồn nhân lực chưa đảm bảo. Tuy nhiên, với sự mạnh dạn, tự tin về trình độ tay nghề của các cán bộ y bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã đưa cán bộ đi đào tạo chuyên sâu về đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai và được tỉnh đầu tư thiết bị máy móc hiện đại. Nhờ đó, đến nay trung tâm đã trở thành đơn vị tuyến huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái điều trị cứu sống thành công nhiều ca đột quỵ não. Ông Đặng Nho Thắng, 48 tuổi, thôn Thác Cái, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, bị đột quỵ não và được nhập viện ngay khi phát hiện các triệu chứng. Sau 3 ngày điều trị tại trung tâm y tế huyện, ông Thắng đã có thể nói chuyện bình thường và đi lại được. Ông Thắng cho biết, ông may mắn được người nhà đưa đến trung tâm y tế kịp thời sau 3 giờ đột quỵ não, nên đã giữ được tính mạng. Di chứng của bệnh cũng nhẹ nhàng hơn. Hôm nay tôi bị tai biến, tôi đang tắm ấy. Khi tôi đang tắm đây là tôi bị tai biến, tôi bảo người nhà đó không biết bệnh gì, là người nhà thì mang tôi đến trung tâm. Người nhà cảm thấy là cũng là hết hy vọng, hết hy vọng thì đến đây thì cứ mang đến đây để cứu chữa xem có được không, không được là cũng hết hy vọng rồi. Trung tâm y tế huyện đây, tức là các bác sĩ là tận tình cứu chữa tôi. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Văn Yên đã tiến hành chụp CT scanner sọ não, không ghi nhận xuất huyết não và tổn thương nhồi máu não. Bác sĩ tiến hành làm tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Đây là phương pháp điều trị hiện đại của thế giới, giúp người bị tai biến mạch máu não tránh các di chứng nặng nề, giảm thiểu tử vong. Sau 3 ngày điều trị, các bệnh nhân đã tự đi lại được, chân tay bị liệt khi đột quỵ đã co duỗi, cử động được và nói chuyện bình thường. Nhờ tiếp cận và sử dụng thành công phương pháp điều trị mới của các y bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, các bệnh nhân đột quỵ não không phải mất thời gian chuyển về bệnh viện tuyến trên, thời gian vàng để điều trị được đảm bảo, tránh được những hậu quả không mong muốn. Chúng tôi vừa rồi đã tiến hành tiêu sợi huyết cho 3 ca bệnh nhân nhồi máu não vào trong giờ vàng, tức là giờ vàng hay là vào dưới 4,5 giờ. Đấy, thì chúng tôi sau đó chụp phim cắt lớp đánh giá đây là những trường hợp nhồi máu não cần phải xử trí ngay, và lập tức là chúng tôi đã triển khai tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Sau quá trình tiêu huyết khối thì tất cả các bệnh nhân đều có những diễn biến lâm sàng tốt lên, bệnh nhân có thể đi lại được, cơ lực tốt hơn và có thể làm những cái sinh hoạt thường ngày. Và đôi khi những bệnh nhân đấy sau khi về thì có thể tham gia lao động, có thể giúp nâng cao vấn đề kinh tế cho gia đình cũng như xã hội. Phương pháp chính trong điều trị đột quỵ là tái thông mạch máu não bị tắc nghẽn, nhằm cứu lấy vùng nhu mô não đang bị tổn thương bằng các liệu pháp thuốc tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Tuy nhiên, các liệu pháp điều trị này chỉ hiệu quả khi người bệnh đến sớm trong vòng 4 đến 5 giờ. Để có được những thành công trong công tác điều trị bệnh đột quỵ, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã cử cán bộ về Bệnh viện Bạch Mai học tập chuyên sâu về điều trị bệnh đột quỵ theo phương thức cầm tay chỉ việc. Cùng với đó đã được tỉnh đầu tư một máy chụp CT scanner sọ não và cố gắng hết lòng vì người bệnh. Cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã thành công trong điều trị bệnh đột quỵ cho bệnh nhân. Hiện nay thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên thì cũng đã được quan tâm của Ủy ban tỉnh, đã vào Sở Y tế cũng đã trang bị cái máy CT. Trước hết thì cũng đã giải quyết rất tốt trong vấn đề chẩn đoán đột quỵ để giải quyết tiêu khối. Hiện nay cơ sở thuốc men và trang thiết bị tôi cũng đã cơ bản đã được phục vụ. Cái tiếp tục chúng tôi là tiếp tục là ra những cái thông điệp liên quan đến khuyến cáo đến tận thôn bản, liên quan đến các bệnh nhân đột quỵ để đến Trung tâm Y tế Văn Yên càng sớm càng tốt. Trong cái thời gian trước 4 tiếng rưỡi thì cái việc thành công thì tương đối là cao, và chứng minh được 3 bệnh nhân này thì chúng tôi đã bước đầu cũng đã thành công, và chúng tôi tiếp tục thực hiện trong những tháng ngày tiếp theo. Đột quỵ não hay tai biến mạch máu não là bệnh đứng thứ 3 trên thế giới về tỷ lệ tử vong, là nguyên nhân chính gây tàn phế, di chứng nặng nề. Trong đó, nhồi máu não chiếm 80% tổng số các bệnh nhân đột quỵ não. Điều đáng nói là chứng đột quỵ thường gặp ở những người từ 50 tuổi trở lên, thì nay ngày càng trẻ hóa. Tỷ lệ người trẻ và người trung niên chiếm khoảng 1/3 tổng số trường hợp đột quỵ. Vì vậy, việc điều trị thành công bệnh đột quỵ tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến bộ của ngành y tế tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.